Hai chồng xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Cái này đổ đục lên rồi cả nhà. Đi đổ đục mà không nghe rõ cả nhà. Trời ơi. Đổ dưới xuồng luôn hả? Cái này lấy vỏ hốc lên. Đổ vô xuồng luôn. Tay hai học xuồng luôn. Kèo, ôm xấu. Cua nào không? Hai cua nhỏ à. Có kèo trước đây. Tắt. Cua nhỏ à. Kèo nhóc người ta có con nhát cái gì? Có con nhát. Chúc vô. Chứ giờ sao? Để đi quên đem vỏ. Có gì đâu. Đi có kẹo nhảy trên đó. Nó lo này trước đi. Kẹo cũng phẳng. Sao cũng được. Mẹ ở đây học ngay trên đó con. Trắng dở hết rồi. Cái này hết cua á. Ngày hôm nay không có cua. Không cua nhỏ rồi. Cái gì kêu? Gì? Đó là cái ngát. Cái ngát số kia kìa vậy? Cua ngát sọc. Hết sức luôn. Một cái nào cũng mập luôn. Mập chung chung luôn đây. Cái thằng ông này. Trói đi. Cái gì vậy? Chưa có dây. Còn cái nào còn nào mới mập. Con này cũng vô mà cả nhà. Hai chồng cửa lâu rồi được nhiêu đây cái này? Này đâu đục chưa kéo. Này đâu đục không à? Đi kéo. Cơm mình làm cơm ăn. Đục tôm đi. Vậy quýnh nhanh rút lẹ đi. Đục cơm ăn. Ăn biết ăn đi kéo. Chứ hết biết ăn cái gì à? Ừ, cơm đỏ. Chắc nó ngon. Ngon. Không? Được mớ cá kèo 3 kg rồi. 3 kg cá kèo. Rồi tháo nữa. Rồi tháo nữa nè. Tôm luộc và mắm chua. Đó. 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 Hiểu vậy? Trông nó dữ vậy? Đúng rồi. Thôi không quá đâu. Chắc ghê hả chú Sáu? Chú Sáu ở ấy về mới về đây ở cả nhà ơi. Ghê kỹ không? Kêu ông gì kêu ông báo à? Dạ. Em mới đổ đồ chừng 3 kg kèo vậy đó. Không.
này làm chuẩn bị cho gan ăn Tết hả? Thì còn có mấy ngày ở đâu tới Tết rồi thì làm lắc nhắc chắc tới Tết cũng vừa. Đất trời đẹp ghê. Tôm luộc đã chín. Tôm màu tôm đẹp. Tôm đỏ. Cơm này làm tôm khô ngon. Rồi, mời cả nhà ăn cơm với hai chồng ăn với tôm. Tôm luộc. Chấm dưa leo. Chấm rồi ăn cơm thôi. Ăn cơm hơi bị nắng cả nhà ơi. Cơm đã rót hả? Dưới nắng thôi, ăn cơm lượt xuống đi mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn tôm chứ không ăn cơm. Tôm luộc chấm mắm chua. Rồi mời cả nhà luôn. Cái nhà ăn tôm luộc. Cơm chắc hết đi. Hàng chồng anh vẫn còn vẫn. Hết nước mới săn bắt rồi cả nhà ơi. Cơm đỏ ngon cơm. Hai chồng ăn hết dữ tùm. Một ít quá sao ăn hết. Hồng tôm chắc con nóng cốm.
6 bằng cơm. Làm cái cho gạo. Chắc cay hả? Để nằm nằm qua nữa. Tranh thủ. Tôm luộc chấm mắm chua là dễ ăn nhất. Nhà hai đứa gái mình cũng ăn vậy không? Phải. Tôm luộc phải mắm mặn, cắt chanh. Tôm chắc cả nè, gạch đó tươi. Con nào cũng có cục gạch. Cục cứt của nó cũng bự nha. Ăn nặng lột luôn. Em ạ. Hết một cơm nữa rồi. Quá thì gió. Thổi chứ gió đâu. Trời thổi mà là gió. Thả bự lên. Không. Tôm nhỏ nha. Tôm sú uống bún. Xuống khổng lồ. Bữa nay giật đồ rồi. Hết nước rồi. Được con rô kìa, khủng luôn. Nay là hết nước rồi. Con cá rô. Quá tay con cá rô luôn. Rồi. Đâu rồi, không thấy đâu rồi. Cái gì? Con cua. Rồi, nhấn luôn. Mấy con cua vậy? Để nhấn luôn. Rồi. Mấy con cua tối rồi chứ nha. Một con. Hai con. Ba con. Đâu con nữa rồi, mấy con chịu. Ba con, các em nhảy xuống hang hết. Dễ gì? Dễ lắm, dễ lắm.
vô. Bỏ vô. Tắt đi lửa đi. Rồi, lúc này lửa tôm ra cái hai chồng đi bán cả nhà. Cái bự ra riêng, cái nhỏ ra riêng. Bán này nha, đây nha. Cái vậy. Còn cái rồ khủng. Này có tầm sú. Mới có cá kèo. Này còn bọn cá kèo chứ. Hết nước rồi. Qua chục ký là giật số còn 4-5 ký rồi cả nhà. Được mớ cua nữa cả nhà ơi. 2-4-5 con cua. Được 3 con cua gạch. 3 cái xo. Đấy 2 cái xo. Bây giờ tới đây mình cũng xin kết thúc clip. Rồi cũng chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và coi kênh của Toàn Nguyễn Hải nha. Cái này cũng trễ rồi, hay chồng xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip ngày mai. Chào cả nhà.